Vâng, chào mừng quý vị, chào mừng các bạn cùng trở lại kênh YouTube Hội Những Người Yêu Cây Bonsai Nguyễn Tâm. Hôm nay Hội Yêu Cây Bonsai Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống đối với cây hoa hướng dương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cây hoa hướng dương được rất nhiều người yêu thích và biết đến hiện nay. Với màu sắc vàng rực rỡ và được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc nước ta, ngoài ra cây cũng trồng nhiều ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là ở vùng Đà Lạt. Với màu hoa hướng dương như các bạn đang quan sát, nó là biểu trưng biểu tượng cho sự thịnh vượng. Hoa hướng dương hay còn gọi là hoa mặt trời. Hoa thường có màu vàng, là loại thực vật một năm thuộc họ cúc. Theo nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì chúng tôi thấy cây hoa hướng dương thường có các loại sau đây. Thứ nhất, loại cây thân cao, hoa to, đường kính trên 30cm, thân cao có thể tới 2m. Hoa hướng dương có đường kính 20cm và thân cao 2m, thích hợp để cắm hoa. Là loại rất được ưa chuộng, cánh hoa nhỏ và lá có màu bạc. Loại thứ hai là loại cây thân thấp, tiêu biểu có thái dương hắc tử, thích hợp để trồng trong luống và thân cao có thể tới 60-70cm. Thứ ba là loại cây thân lùn, tiêu biểu có loại để thích hợp trồng luống và trồng trong chậu và thân cao có thể từ 30-50cm. Còn đối với kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hướng dương như sau. Thứ nhất, đối với kỹ thuật trồng bằng hạt. Bước thứ nhất, chúng ta phải chuẩn bị hạt giống và đất trồng. Về hạt hoa hướng dương, các bạn có thể mua ngoài vựa cây cảnh hoặc là mua trong các siêu thị hoặc là các nhà vườn. Các bạn nên chọn các hạt giống có thể là nhập khẩu, và khi chọn thì các bạn nên chọn hạt to để tăng khả năng nảy mầm cũng như phát triển tốt của cây sau này. Còn đối với phần đất trồng, có thể chọn một số các loại đất như đất hữu cơ, đất thịt, đất chi bát và đất phù sa. Các loại đất cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để cây phát triển, không có nấm bệnh và khả năng thoát nước tốt. Ngoài ra các bạn có thể chuẩn bị thêm bầu ươm, bình tưới nước hoặc là phải chuẩn bị các hệ thống tưới nước, nhưng vẫn phải đảm bảo độ thoát nước tốt. Trước khi trồng, các bạn nên ngâm hạt hướng dương vào trong nước ấm với tỷ lệ 3 xôi 2 lạnh và thời gian ngâm khoảng 8 tiếng. Đối với cách làm như vậy thì để đảm bảo cho cây rất dễ tách vỏ và rất dễ nảy mầm. Các bạn nên đổ đất vào trong bầu ươm, và đất trong bầu có thể cách miệng khoảng 2cm. Đất trồng bên trên hạt hoa hướng dương có thể gieo trực tiếp trong vườn hoặc là trong chậu như đã nói trên thì khả năng nảy mầm và sống rất cao. Các bạn lưu ý mỗi bầu ươm các bạn có thể ươm một hạt để sau này dễ tách ra trồng riêng. Khi các bạn gieo hạt, các bạn nên dùng tay ấn nhẹ hạt xuống khoảng từ 1-1.5cm là được. Sau đó mỗi ngày các bạn nên tưới nước hàng ngày một lần, chú ý tưới một lượng nước vừa đủ, tránh tưới quá nhiều để cây dễ bị ngập úng. Sau từ 7-10 ngày thì hạt hoa hướng dương sẽ nảy mầm. Sau đó các bạn sẽ di chuyển bầu ươm ra vị trí mát hoặc là có ánh sáng mặt trời nhẹ. Khi hạt đã nảy mầm, chúng ta nên tưới nước đều đặn và để cây trong nơi mát, nơi có ánh sáng vừa phải thì cây sẽ phát triển tốt. Lưu ý không được để cây tiếp xúc với ánh sáng quá gay gắt,
Điều này sẽ làm cho cây sẽ phát triển kém. Khi chúng ta quan sát thấy rễ của cây hoa hướng dương non bắt đầu mọc qua đáy của chậu ươm và cây cao có thể tới 40cm thì lúc này các bạn sẽ mang ra trồng dưới đất, hoặc là nếu đảm bảo điều kiện chậu tốt các bạn cũng có thể để cây hoa hướng dương vào trong chậu cũng có thể được. Lưu ý đất trồng hoa hướng dương trong chậu cảnh hay ở ngoài vườn đều cần phải bón thêm phân hữu cơ để tăng chất dinh dưỡng cho cây. Thời điểm tốt nhất để ươm mầm hoa hướng dương là cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Nếu hạt quá sớm thì phải trồng hoa trong nhà để cây không bị sương hoặc là bị giá lạnh. Khi ta quan sát thấy rễ của cây non bắt đầu mọc qua đáy chậu ươm thì chúng ta sẽ mang ra trồng, các bạn hết sức lưu ý. Khi cây trồng thì chúng ta vẫn tiếp tục bón thêm phân hữu cơ để tăng cường chất dinh dưỡng cho cây. Còn đối với cách chăm sóc như sau: kích thích sự phát triển tối đa của hoa hướng dương bằng cách chúng ta phải giữ ẩm một cách thường xuyên và bón thêm phân 2 tuần một lần. Khi cây đã bén rễ hồi xanh, di chuyển chậu cây ra chỗ có nhiều ánh nắng vào để cây thích hợp với điều kiện tự nhiên. Chúng ta lưu ý khi trồng rồi thì các bạn nên tưới đủ nước. Chúng ta không nên tưới mạnh mà phải dùng những các bình nhỏ để tưới một cách nhẹ nhàng và lượng nước phải vừa phải. Còn đối với chu kỳ chăm sóc thì mỗi tháng các bạn nên bón bổ sung thêm phân hữu cơ hoặc là phân NPK hoàn loãng để tưới cho cây. Ngoài ra các bạn còn phải có chế độ chăm sóc như nhổ cỏ dại và xới đất xung quanh để giúp cho cây có thể phát triển tốt hơn. Ngoài ra các bạn có thể tiến hành phương pháp cắt tỉa. Sau khi cây lan lá sẽ tiến hành cắt tỉa và lựa chọn cây khỏe để chúng ta trồng. Sau khi hoa nở hết, cánh hoa sẽ rụng xuống nên ngắt bỏ cuống hoa rồi đặt cây vào nơi chỗ mát. Sau này các bạn từ hoa này các bạn có thể lấy hạt để ươm trồng. Khi trồng các bạn cũng nên lưu ý một số điểm. Đối với cây hoa hướng dương thì thường hay bị các loại sâu bướm trong suốt quá trình phát triển của cây, đồng thời ngắt những các lá úa. Hoa hướng dương rất dễ trồng và cần ít thời gian chăm sóc nên đây là loại cây thường được dùng để giúp trẻ em làm quen với công việc đồng áng vườn tược. Ngoài ra các bạn còn có thể kiểm soát tốt các loại cỏ diệt nấm mốc vi khuẩn bằng các thuốc bảo vệ thực vật. Nếu chúng ta quan sát thấy cây có hiện tượng bị, các bạn có thể ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật để mua về để diệt trừ. Điểm quan trọng là chúng ta phải trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng, tưới nhiều nước cho cây. Mỗi tuần chúng ta cũng có thể bón thêm phân một lần cho cây tùy theo điều kiện khí hậu, tùy theo môi trường đất thổ nhưỡng mà các bạn có thể bón tùy theo. Vâng, trên đây Nguyễn Tâm vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc nhân giống hiệu quả đối. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì hãy ấn đăng ký, like, chia sẻ để mọi người cùng biết. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video mới nhất.